Kính chào quý khán giả đang theo dõi Chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, rút kinh nghiệm từ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 2017-2020 khi bắt đầu triển khai dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2020-2025, Quốc hội đã ra nghị quyết số 43/2022 cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong chỉ định thầu, đấu thầu, khai thác mỏ vật liệu và phân cấp phân quyền quản lý dự án cho địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc, rút gọn quy trình, giảm thiểu thời gian để đạt yêu cầu về tiến độ. Mặc dù vậy, khi áp dụng cơ chế đặc thù, ở nhiều nơi vẫn chưa thể gỡ bỏ những rào cản thông thường trong quản lý, tạo ra những khó khăn mới cho các nhà thầu. Tại dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong nối tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, đầu tháng 10 vừa qua, mỏ cát sông Đà Răng, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã được giao trực tiếp cho nhà thầu cao tốc này khai thác, tạo thuận lợi trong thi công, ngăn chặn tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng hoặc mua đi bán lại các mỏ vật liệu làm tăng giá. Tuy nhiên, khi vào khai thác, địa phương là tỉnh Phú Yên đã đưa ra nhiều quy định về thời gian khai thác, số lượng phương tiện được phép chở cát trong ngày, khiến nhà thầu không thể đáp ứng đủ nhu cầu cát trên công trường theo kế hoạch. Mình đang đứng ở đây là mỏ cát sông Đà Răng, xã Hòa Bình 1, thì trữ lượng được 853.000. Thì hiện tại cái đang vướng là tiến độ thì yêu cầu là rất là gắt gao, nhưng mà theo quy định ấy, là bây giờ chỉ được khai thác từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là quy định về lượng xe vận chuyển trong một ngày ấy, là không là chỉ theo như quy định của Sở Tài nguyên Môi trường là khoảng hơn 40 xe đăng ký, là không tăng cường được. Thế là cũng từ cái việc này thì là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tiến độ thi công các cái hạng mục xử lý nền đất yếu, và cái việc đấy thì là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của gói thầu và dự án. Tại các dự án cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 9 vừa qua, những mỏ cát đầu tiên được giao trực tiếp cho nhà thầu cao tốc theo cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, số lượng mỏ được giao đến nay vẫn không đạt yêu cầu do vướng quá nhiều thủ tục ở địa phương. Việc điều chỉnh giấy phép cấp mỏ cát mới, gia hạn thời gian khai thác mỏ vẫn rườm rà, khiến kế hoạch tiến độ chung bị ảnh hưởng. Thủ tục giao mỏ kéo dài trong khi thời hạn cơ chế đặc thù theo nghị quyết 43/2022 của Quốc hội chỉ kéo dài đến hết năm 2023. Đang khiến Bộ Giao thông Vận tải và các nhà thầu đứng ngồi không yên. Cái việc cấp mỏ trực tiếp ấy là chỉ áp dụng đến hết 2023 thôi. Đấy, như vậy là chúng ta từ nay đến cuối năm còn mấy tháng nên phải rất là quyết liệt. Và trong cái quá trình mà cấp mỏ thì nó có một cái việc, đó là nhiều cái mỏ thì đã được cấp nhưng mà cái giải phóng mặt bằng khó khăn. Thì đề nghị là cái này các địa phương là thành lập các cái tổ công tác để mà chúng ta tháo gỡ cái này sớm nhất và làm sao để hạn chế cái giá nó nguyên vật liệu. Cơ chế đặc thù là để tiết kiệm ngân sách, đẩy nhanh tiến độ, nhưng việc thực hiện phát sinh nhược điểm về quy trình quản lý khai thác nguồn vật liệu khiến việc cung cấp cát chậm trễ được xem là rào cản, ảnh hưởng tiến độ, kế hoạch của các dự án cao tốc. Điều này cũng làm giảm tính hiệu quả của cơ chế đặc thù. Cơ chế đặc thù được xem là sáng kiến lập pháp nhằm tháo gỡ ngay những vướng mắc trước khi sửa đổi các hành lang pháp lý. Ngay trong kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội đã thảo luận dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Điểm đáng chú ý, nghị quyết này sẽ tăng tỷ lệ vốn góp của nhà nước từ 50% như hiện nay lên mức là 70% đối với các dự án hợp tác công tư PPP nhằm đảm bảo tính khả thi khi kêu gọi đầu tư tư nhân vào giao thông. Việc cho cơ chế đặc thù cũng đang được hy vọng là sẽ tháo gỡ được nhiều bất cập từ các dự án PPP, cụ thể là BOT trong thời gian tới. Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP, hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư huy động hơn 5.000 tỷ đồng và nguồn vốn nhà nước tham gia hơn 6.000 tỷ đồng. Từ thực tiễn dự án BOT cao tốc, doanh nghiệp dự án cho rằng với cơ chế đặc thù, vốn nhà nước tăng lên 70% sẽ giúp tăng tính hiệu quả của dự án BOT. Cái nguồn ngân sách ấy, thì càng nhiều, hỗ trợ càng nhiều ấy, thì dự án nó càng hiệu quả. Cái thứ hai ấy, là cái nguồn ngân sách đó, nguồn vốn ngân sách ấy, là phải được tạm ứng. Thì hiện nay là chúng tôi là phải thanh toán cho khối lượng. Đấy, như vậy là cũng là rất khó, tại vì là khi mà nguồn vốn ngân sách hòa dự án, tôi ví dụ là có 70%, thì trong đó là 20% cho mặt bằng rồi, thì còn 50% cho phần xây lắp ấy, thì cái phần vốn của chủ đầu tư ấy là lúc đó chỉ còn 10% thôi, là cái phần vốn chủ đầu tư mà 10% nó dành cho kéo dài chạy dự án, mà ông những người làm luật ấy thì muốn là cái dòng vốn đi trước, nhưng mà nếu mà đi trước ấy không thể một thời điểm bắt đầu ấy là huy động
toàn bộ cái nguồn lực của nhà đầu tư để tạm ứng cho nhà thầu được. Do vậy là nếu mà cái dòng tiền của VGF mà được tạm ứng ấy, thì là cái nó hiệu quả rất là cao. Phân tích từ thực tế nguồn vốn góp của nhà đầu tư tại dự án BOT cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt là 1.500 tỷ đồng và dự kiến phải thu phí 11 năm mới hoàn vốn. Doanh nghiệp dự án cho rằng thời gian thu hồi vốn rất dài. Vì thế, ngoài cơ chế đặc thù tăng vốn nhà nước lên 70%, thì cần phải đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, tăng phí theo lộ trình, chính sách nhất quán. Cơ quan nhà nước thẩm quyền ấy là phải tôn trọng nhà đầu tư. Những cái gì mà đã ký kết trong hợp đồng rồi là phải thực hiện. Như vậy thì nó mới có tạo ra một cái sự công bằng. Chứ hiện nay là nhiều lúc ấy là những cái gì khó là doanh nghiệp gần như là phải gánh chịu hết. Đấy, những cái thay đổi chính sách là gần như là doanh nghiệp là phải chịu nhận rủi ro. Như vậy cũng là một cái khó cho nhà đầu tư. Thời gian mà thu hồi vốn nó quá dài và nó không có cái bảo đảm. Cái quan trọng nhất là người ta cảm thấy là hôm nay ký kết hợp đồng BOT thế này, cam kết thế này, ngày mai có thể nhà nước không thực hiện được. Thì phá vỡ toàn bộ kế hoạch tài chính của nhà đầu tư, và không những là cái dự án đấy, nó còn liên quan đến nhiều dự án khác, đến cả uy tín của doanh nghiệp. Thế cho nên là chúng ta cần phải làm sao hài hòa được lợi ích. Nhà nước vẫn làm đúng, nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư. Nếu chúng ta không giải quyết được câu chuyện lợi ích, đấy là câu chuyện gốc rễ của mọi vấn đề, thì dù có kêu gọi thế nào, dù pháp luật có minh bạch, có bài bản, có tốt như thế nào, thì người ta cũng sẽ không đầu tư. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang chuẩn bị đầu tư 6 dự án giao thông lớn theo hình thức hợp tác công tư PPP. Với cơ chế đặc thù khi tăng vốn nhà nước lên 70% đối với các dự án này, cũng như chỉnh sửa lại một số điều khoản để hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, nhà nước và người dân, thì chắc chắn các dự án PPP này sẽ thu hút được nhà đầu tư tham gia, mở ra giai đoạn mới cho phát triển hạ tầng giao thông, được đầu tư theo hình thức BOT, minh bạch và hiệu quả. Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt cho hàng loạt dự án giao thông bị chậm tiến độ, dẫn đến đội vốn trên địa bàn thành phố suốt thời gian qua. Dù vậy, đến nay khi nghị quyết đã có hiệu lực được hơn 3 tháng, thế nhưng mọi thứ vẫn chưa cho thấy sự sáng sủa. Bằng chứng là nhiều dự án giao thông tiếp tục bị chậm tiến độ, khiến cho mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công bị ảnh hưởng. Sau lưng tôi là cầu Tân Kỳ Tân Quý ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, được khởi công vào đầu năm 2018 theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư là 312 tỷ đồng, sau đó được nâng lên là 668 tỷ đồng. Tuy nhiên đến tháng 12 năm 2018 thì dự án khi đang triển khai được 70% khối lượng thì phải tạm dừng do vướng mặt bằng. Đến tháng 8 năm 2019, Kiểm toán Nhà nước kết luận việc đưa cầu Tân Kỳ Tân Quý vào dự án BOT An Sương An Lạc khi công trình không nằm trên quốc lộ 1 thuộc dự án BOT này là không phù hợp. Bên cạnh đó thì dự án cũng không phù hợp với nghị quyết 437 của Quốc hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã có quyết định dừng hợp đồng BOT đối với dự án này và chuyển sang hình thức đầu tư công. Đến cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua sử dụng hơn 491 tỷ đồng để hoàn thành dự án này. Như vậy là kể từ khi bắt đầu thi công đến nay thì dự án đã đội vốn lên khoảng 700 tỷ đồng. Theo kế hoạch thì dự án sẽ bắt đầu triển khai thi công trở lại vào tháng 4 năm sau. Từng cái cầu mà nó gãy làm á thì nó hơi lâu, thì xe thì nó hay kẹt, chính quyền làm cho nó mau lẹ lên cho giao thông, cho nó đừng kẹt nữa, cho các học sinh nó đi học cho nó dễ dàng hơn, buôn bán cho thuận lợi hơn. Ai cũng trong cái cầu nó làm nhanh thôi chứ giờ 4-5 năm nay rồi đó. Không những vướng cơ chế chính sách mà việc địa phương không thống nhất được giá đất bồi thường với người dân dẫn đến không thể bàn giao mặt bằng khiến dự án bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Điển hình như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Đất đền bù của nhà tôi là 7, đất nông nghiệp là 7.600.000. Hiện nay về giá thị trường tại khu vực nhà tôi đang ở là 70-80 triệu, đất trồng cây nông lâm là 70-80 triệu đồng một mét. Chúng tôi đi thẩm định giá ở một cái công ty thẩm định độc lập thì giá đền bù cái giá đất trồng cây nông lâm của nhà gia đình tôi là 33.303.000, mà tôi xin nói là cái giá đất cái thẩm định của cơ quan thẩm định này là chỉ 70% giá thị trường thôi, chứ không phải là 100%. Nhà nước đưa ra 7.600.000 đồng trên 1 m² mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh thì chưa bằng 1/5
giá thẩm định độc lập của các cơ quan thẩm định. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 20 dự án bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Theo kế hoạch, những dự án này sẽ khởi động trở lại trong năm 2023-2024, qua đó thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công cho thành phố. Trong quá trình chi trả, vận động cho bà con, thì chúng ta cần phải có một cái cố gắng cao nhất về tiệm cận giá với thị trường, cũng như quá trình lắng nghe từng người dân, từng hộ dân. Hiện nay là chúng ta đều phải thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá. Mà các đơn vị tư vấn thẩm định giá trên địa bàn thành phố chúng ta rất nhiều, nhưng mà chất lượng thì không đồng đều. Và người ta rất ngại tham gia thẩm định giá các dự án bồi thường. Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh mở ra nhiều cơ hội để phát triển về hạ tầng, ít phụ thuộc vào ngân sách công. Nhưng Nghị quyết 98 không phải là cây đũa thần có thể giải quyết mọi vấn đề cho thành phố. Để làm được thì rất cần sự chủ động, linh hoạt, đặc biệt là đổi mới về tư duy và quản lý. Ngay từ khi được các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua vào tháng 6 năm 2022, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đã được nhận định sẽ gặp phải những khó khăn nhất định khi triển khai, đặc biệt là những khó khăn về giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư. Do vậy, việc Quốc hội ban hành nghị quyết triển khai đầu tư dự án gắn với những cơ chế đặc thù chưa từng có tiền lệ đã mang tới tiến độ thần tốc mà chưa có một dự án đường vành đai nào tại thủ đô đạt được những kết quả như vậy trong thời gian vừa qua. Điểm sáng từ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô cũng sẽ khép lại chủ đề hôm nay của Chuyện trong ngày. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Ngôi nhà cổ này là nhà thờ dòng họ mà anh Vinh đang được giao trọng trách trông nom. Mỗi dịp lễ Tết, đây là nơi cả dòng họ quây quần để hướng về tổ tiên, nguồn cội. Tuy nhiên, ngôi nhà cổ hơn trăm năm này của hộ gia đình anh Vinh sẽ là một trong 199 hộ tại thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh thuộc diện phải di rời để bàn giao mặt bằng cho dự án đường vành đai 4. Không chỉ nuối tiếc mà số tiền để anh gia cố ngôi nhà như gỗ quý hay ngói cổ cũng khó tính ra thành tiền. Tất cả anh em con cháu trong gia đình là muốn là nhà nước là cấp lại thêm đất cho gia đình chúng tôi để gọi là xây dựng lại cái nhà thờ để thờ cúng tổ đường. Để người dân đồng tình và ủng hộ liên quan tới 12 công trình tâm linh có kiến trúc đặc biệt như nhà anh Vinh, Ban chỉ đạo huyện Mê Linh đã mời đơn vị tư vấn khảo sát và định giá để xem xét thêm các cơ chế hỗ trợ. Bên cạnh đó, Mê Linh đã lên kế hoạch xây dựng khu tái định cư trở thành khu đô thị mini kiểu mẫu như thế này để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Với những cái việc mà thiết kế rồi việc mà xây dựng hạ tầng rất là đồng bộ tổng thể, hiện đại, có thể nói như là một cái đô thị mini gồm cả tất cả những cái công trình công cộng, cây xanh, rồi sân chơi, rồi bãi đỗ xe với những cái hạ tầng tốt nhất để phục vụ cho người dân. Cũng chính sự chủ động của các địa phương đã giúp cho Hà Nội hoàn thành 84% tỷ lệ giải phóng mặt bằng sau 1 năm 9 ngày, Quốc hội ban hành nghị quyết và đủ điều kiện để khởi công. Theo cơ quan thực hiện là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, việc cho phép tách dự án thành phần thành các dự án độc lập và giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thực hiện là cách làm hay. Việc này đảm bảo việc giải phóng mặt bằng đi trước một bước, không có tình trạng vừa thi công vừa phải chờ mặt bằng sạch. Việc phân quyền cho các quận huyện thực hiện toàn bộ giải phóng mặt bằng tôi thấy là hết sức cần thiết. Thứ nhất là toàn bộ cái nguồn gốc đất đai, người dân là sinh sống trên các địa bàn quận huyện và các chính quyền địa phương thì người ta nắm được người dân của người ta và nắm được cái nguồn gốc đất đai đấy như thế nào và việc triển khai sẽ thuận lợi hơn. Theo các đại biểu Quốc hội, dự án đạt được tiến độ như trong thời gian vừa qua cho thấy hiệu quả của cơ chế đặc thù mà Quốc hội cho phép. Việc phân bổ nguồn vốn theo phương thức PPP được coi là một trong những cơ chế đặc thù giúp giảm áp lực vốn nhà nước và huy động được nguồn lực xã hội. Đối tác công tư là một trong những phương thức mà chúng ta đang khuyến khích đầu tư để thu hút được cái sự tham gia về nguồn lực cũng như là khả năng quản trị, khả năng đầu tư và khả năng khai thác vận hành của khu vực tư. Rõ ràng vành đai 4 là một trong những các cái dự án giao thông có lợi thế để có thể khai thác được các cái phương thức đối tác công tư này. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có chiều dài 112,8 km đi qua 3 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.
Tuy nhiên, trong khi Hà Nội vượt tiến độ giải phóng mặt bằng để khởi công vào ngày 25 tháng 6 vừa qua, thì Bắc Ninh và Hưng Yên mới chỉ dừng lại ở việc động thổ dự án do dự án thành phần phê duyệt chậm hơn, chưa chọn được nhà thầu. Điều này cho thấy cơ chế đặc thù là cơ sở, căn cứ pháp lý để đưa ra giải pháp thực hiện. Còn lại, việc triển khai cơ chế đặc thù đó như thế nào lại tùy thuộc vào sự chủ động và linh hoạt của từng địa phương.